lắng đọng từ thanh âm cồng chiêng ngàn đời, vang vọng nơi núi đồi Tây Nguyên hùng vĩ. Hòa cùng nội lực phát triển mạnh mẽ của Tây Nguyên ngày nay, chúng tôi viết nên một câu chuyện mới. Eco City Premier, dấu ấn thịnh vượng, trọn hưởng phồn vinh. Eco City Premier sở hữu tọa độ vàng giữa hai tuyến đường huyết mạch Nguyễn Chí Thanh và Hà Huy Tập, thừa hưởng trọn hệ thống tiện ích công cộng hoàn hảo về giáo dục, y tế, vui chơi giải trí. Eco City Premier mong muốn tạo lập vị thế tiên phong, đưa Buôn Ma Thuột trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong tương lai không xa. Với tổng diện tích gần 50 ha, Eco City Premier là khu đô thị đầu tiên tại thành phố Buôn Ma Thuột, được quy hoạch đồng bộ với 5 phân khu biệt thự Sherry, phân khu nhà phố Rosia, phân khu liền kề Mimosa, công viên thể dục thể thao, hồ điều hòa Premier Lake Park và quảng trường Premier Square. Với khát vọng mang đến cho cư dân một không gian sống xanh, sống thông minh cùng những trải nghiệm tuyệt vời chưa từng có, Eco City Premier hội tụ đầy đủ các loại hình thương mại dịch vụ hiện đại đạt tiêu chuẩn xanh quốc tế. Lần đầu tiên và duy nhất tại Buôn Ma Thuột, hồ điều hòa và nhà tập golf tại công viên hồ điều hòa Premier Lake Park sẽ là nơi tận hưởng trọn vẹn cuộc sống thượng lưu chưa từng có, bên cạnh các tiện ích về nhà hàng, spa, fitness, bể bơi nước mặn 4 mùa. Eco City Premier xây dựng 5 khu công viên nhỏ ngay trong các khuôn viên sinh sống, thâu trọn thiên nhiên xanh cùng những màu hoa rực rỡ, cùng với hệ thống sân tập thể thao năng động, vườn thiền Zen Garden. Tất cả hứa hẹn sẽ đem đến một không gian sống thư thái, an lành, hạnh phúc, gần gũi với thiên nhiên cho mọi cư dân. Điểm nhấn biểu tượng cách điệu hình tượng voi, song tượng thịnh vượng ở quảng trường Premier Square cùng con đường ánh sáng lung linh là điểm check-in lý thú khi ghé thăm Ban Mê, nơi đánh thức tuổi trẻ của một thành phố đã, đang và sẽ phát triển đầy năng động. Với tiêu chí lấy con người làm trung tâm của mọi sự phát triển, Eco City Premier quy hoạch hệ thống tiện ích của một đô thị hiện đại: trường học Genesis School, trung tâm thương mại Eco Mall, trung tâm y tế Healthcare cùng nhiều tiện ích đồng bộ sẽ đáp ứng nhu cầu được sống, được chăm sóc và phát triển của mọi lứa tuổi. Giữ niềm kiêu hãnh của một khu đô thị tiên phong, Eco City Premier mang tới những siêu phẩm bất động sản mang nguồn cảm hứng bất tận của kiến trúc châu Âu tân cổ điển. Nhà phố thương mại Eco City Premier sở hữu mặt tiền đắt giá, trục đường Nguyễn Chí Thanh, mang giá trị của sự phát triển tương lai thịnh vượng bậc nhất. Biệt thự đơn lập và song lập được thiết kế với sự hoàn hảo tại Eco City Premier, đánh thức cuộc sống mỗi ngày với năng lượng căng tràn bên mặt hồ rộng thoáng. Khu nhà phố vườn và căn hộ liền kề sẽ mang lại cơ hội để chủ nhân sở hữu một không gian sống mơ ước, nơi mọi đường nét thiết kế đều hướng đến hai yếu tố là thẩm mỹ và ưu việt. Eco City Premier khẳng định vị thế xứng tầm khi mang tới khu đô thị tiện ích đồng bộ đầu tiên, đẳng cấp bậc nhất tại Buôn Ma Thuột và Tây Nguyên. Viết nên câu chuyện của tương lai vẹn tròn từ một khởi đầu hoàn hảo, mở lối hành trình kiến tạo những giá trị sống thượng lưu. Eco City Premier, dấu ấn thịnh vượng, trọn hưởng phồn vinh. Một sản phẩm của tập đoàn Capital House.